Kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất vui khi được gửi tới quý vị khán giả những tin tức mới nhất trong ngày và ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Thông tin từ báo Đại Đoàn Kết ngày 30 tháng 5, thông tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an cho biết, cơ quan này đã có phiếu chuyển đơn tố giác của một cá nhân tại thành phố Hồ Chí Minh về việc ông Huỳnh Uy Dũng có hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm đến lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, đến Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh để chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền. Cụ thể, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an nhận được đơn của ông Nguyễn Quang Tuấn, con trai bà Nguyễn Phương Hằng, ngụ tại quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, có nội dung tố giác ông Huỳnh Uy Dũng về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm đến lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Căn cứ quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015, việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và thông tư ngày 26 tháng 3 năm 2020 của Bộ Công an quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận, phân loại, xử lý giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố của lực lượng Công an Nhân dân. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an chuyển đơn của ông Nguyễn Quang Tuấn đến Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh để chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền và thông báo kết quả cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, người có đơn biết. Liên quan đến vụ án bà Nguyễn Phương Hằng, ngày 8 tháng 5 năm 2023, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định đưa vụ án bà Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm ra xét xử. Phiên tòa theo kế hoạch sẽ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 6. Tuy nhiên, quyết định này chưa được tống đạt đến những người liên quan. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh đưa tin, hôm 21 tháng 4, ông Nguyễn Quang Tuấn, con trai bà Phương Hằng, đã gửi đơn khiếu nại đến Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc không cho thân nhân gặp mặt người bị tạm giam. Theo đơn của ông Tuấn, lịch thăm nuôi gặp mặt được trại tạm giam T30 ấn định trên sổ thăm nuôi. Ngày 13 tháng 4, bà Nguyễn Phương Hằng được gặp người thân theo chế độ. Tuy nhiên, đến ngày này, ông Tuấn đến thăm gặp thì được thông báo Viện Kiểm sát không có tham gia giám sát nên ông và các em của ông không được gặp mẹ. Cũng theo đơn này, trong suốt hơn một năm qua, ông Tuấn đã hai lần bị mất quyền lợi gặp bà Hằng. Tuy nhiên, điều khiến ông bức xúc là ông Tuấn không được gặp bà Hằng, nhưng kiểm sát viên và trại tạm giam T30 giải quyết cho ông Huỳnh Uy Dũng vào gặp bà Hằng, không đúng với ngày hẹn ấn định trong sổ thăm gặp. Cụ thể, ông Huỳnh Uy Dũng được vào thăm bà Hằng vào ngày 20 tháng 1 năm 2023, tức là ngày 29 Tết, là ngày cả nước nghỉ Tết, nhưng trong sổ thăm nuôi được ấn định ngày gặp là ngày 9 tháng 2 năm 2023. Trong đơn, ông Tuấn cho rằng việc ông Dũng được tạo điều kiện thăm gặp bà Hằng không đúng ngày ấn định dẫn đến thiệt hại quyền và lợi ích hợp pháp của anh em ông Tuấn vì mỗi lần gia hạn tạm giam chỉ được gặp thân nhân một lần. Ông Tuấn viết trong đơn, vụ án của mẹ tôi và đồng phạm đến nay đã rõ, đã kết thúc điều tra. Bản thân tôi cũng hoàn toàn không liên quan gì đến hành vi phạm tội của mẹ tôi và các đồng phạm, nên việc tôi thăm gặp mẹ tôi cũng không ảnh hưởng gì đến kết quả giải quyết vụ án. Cuối tháng 2 năm 2023, ông Nguyễn Quang Tuấn cũng đã gửi đơn, đề nghị và đơn cứu xét đến Viện Kiểm sát Nhân dân và Công an thành phố Hồ Chí Minh. Một nguồn tin của báo Tuổi Trẻ Online cho biết, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận đơn của ông Nguyễn Quang Tuấn. Trong đơn này, ông Tuấn khẳng định từ lúc mẹ ông bị giam thì ông Huỳnh Uy Dũng, chồng bà Phương Hằng cùng luật sư đã nhiều lần gửi đơn đề nghị các cơ quan chức năng giám định tâm thần cho bà để làm tình tiết bảo lãnh và giảm nhẹ hành vi vi phạm. Ông Nguyễn Quang Tuấn không đồng ý giám định cho mẹ ông vì cho rằng bà Nguyễn Phương Hằng hoàn toàn khỏe mạnh, không có vấn đề về sức khỏe. Lý do ông Tuấn đưa ra là vì ông biết rõ sức khỏe tinh thần của bà Hằng hoàn toàn bình thường. Mặc dù trước khi bị bắt, bà Hằng có uống thuốc để điều trị bệnh cao huyết áp, bệnh rối loạn lipid, u xơ tử cung, rối loạn lo âu. Trong đó, bệnh rối loạn lo âu là một trong những bệnh lý về thần kinh, nhưng không phải là loại bệnh lý làm ảnh hưởng đến khả năng nhận thức và làm chủ hành vi, làm ảnh hưởng đến năng lực chịu trách nhiệm hình sự đối với hành vi livestream của bà. Việc uống thuốc điều trị rối loạn lo âu theo toa của bác sĩ không phải là căn cứ để giám định tình trạng tâm thần đối với bà Hằng, mà cần phải đánh giá qua quá trình bà Hằng làm việc với cơ quan điều tra, các buổi hỏi cung, làm việc có được tỉnh táo bình thường hay không. Hơn nữa, theo ông Tuấn, hậu quả của việc giám định tâm thần không chỉ dừng ở việc đánh giá có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự hay không, mà còn ảnh hưởng đến rất nhiều vấn đề khác,
về quan hệ pháp luật về hôn nhân gia đình, quan hệ pháp luật dân sự, về quyền sở hữu tài sản, quản lý phần vốn góp trong các doanh nghiệp quy định trong pháp luật về kinh doanh. Trong đơn đề nghị không giám định tâm thần với bà Nguyễn Phương Hằng, ông Tuấn viết: "Vì vậy tôi nghi ngờ việc yêu cầu giám định tâm thần đối với mẹ tôi có lẽ không phải nhằm bảo lãnh và thu thập tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho mẹ, mà có thể nhằm thực hiện âm mưu muốn kiểm soát, định đoạt toàn bộ đối với quyền tài sản, quyền quản lý phần vốn góp trong các doanh nghiệp của mẹ tôi. Việc này nếu diễn ra sẽ rất bất lợi cho mẹ tôi, vì hiện tại mẹ tôi đang bị tạm giam, bị cách ly, không được liên lạc với người thân, không được quyền kiểm soát đối với tài sản, vốn góp doanh nghiệp của mình." Ngoài ra, ông Tuấn nêu ra hàng loạt lý do khác cho rằng ông Dũng đang cố ý làm trái và chiếm giữ tài sản của bà Hằng. Ông viết cụ thể trong đơn: "Hồ sơ khám chữa bệnh tâm thần rất có thể bị làm giả, như trường hợp hồ sơ bị giả phát hiện tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương cách đây vài năm. Tôi được biết thông tin ông Huỳnh Uy Dũng lại lấy lý do để bảo lãnh và muốn giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho mẹ tôi để tiếp tục yêu cầu giám định tâm thần đối với mẹ tôi. Để không phát sinh những hậu quả phức tạp về vấn đề tài sản, quan hệ hôn nhân gia đình đối với mẹ tôi trình bày ý kiến đề nghị không chấp nhận bất cứ yêu cầu của ai về việc giám định tâm thần đối với mẹ tôi là bị can Nguyễn Phương Hằng. Về việc con trai riêng của bà Phương Hằng phản đối việc giám định tâm thần cho mẹ, ông Huỳnh Uy Dũng đã không đưa ra bất kỳ một bình luận nào liên quan. Các chuyên gia luật cho rằng, việc giám định tâm thần đối với người bị buộc tội là nhằm xác định tình trạng năng lực trách nhiệm hình sự của họ trong vụ án hình sự, hay nói cách khác là xác định mức độ, khả năng nhận thức, chịu trách nhiệm của họ đối với hành vi phạm tội tại các thời điểm trước, trong và sau khi họ thực hiện hành vi phạm tội. Còn đối với khả năng có và thực hiện các quyền dân sự của người bị buộc tội, trong đó có quyền, tài sản, thì được quy định bằng pháp luật dân sự. Cụ thể, nếu một người bị tòa án tuyên bố là mất năng lực hành vi dân sự, người do bị bệnh tâm thần hoặc mắc các bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi, thì giao dịch dân sự của người mất năng lực hành vi dân sự phải do người đại diện theo pháp luật xác lập thực hiện. Như vậy, người chồng phải yêu cầu tòa án tuyên bố người vợ mất năng lực hành vi dân sự. Lúc này, người chồng, tức ông Huỳnh Uy Dũng, sẽ là người giám hộ đương nhiên, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của vợ, tức là bà Phương Hằng. Theo Điều 47 Bộ Luật Dân sự, một người chỉ có thể được một người giám hộ, trừ trường hợp cha mẹ cùng giám hộ cho con hoặc ông bà cùng giám hộ cho cháu. Do đó, nếu người này có chồng và các con, thì người chồng là người giám hộ đương nhiên và duy nhất. Chính vì thế, việc con riêng của bà Phương Hằng phản đối việc ông Huỳnh Uy Dũng đòi giám định tâm thần cho mẹ mình được dư luận đặc biệt quan tâm. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích tới tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.